Để tránh tác động tiêu cực đến xuất khẩu các loại nông sản, đặc biệt như thanh long, dưa hấu đang vào chính vụ thu hoạch, Bộ Công Thương yêu cầu vụ thị trường trong nước tăng cường đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, theo sát diễn biến giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do dịch bệnh. Đồng thời yêu cầu Cục Xuất nhập khẩu tiếp tục bám sát tình hình tại các cửa khẩu, thông báo kịp thời cho các doanh nghiệp, hiệp hội để có phương án trong trường hợp hoạt động xuất nhập khẩu với Trung Quốc bị hạn chế hoặc dừng. Bởi Trung Quốc cũng đồng thời là thị trường tiêu thụ nông thủy sản lớn nhất của Việt Nam, bình quân khoảng 27% tổng kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản.